Kính thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mặc dù Campuchia đã thực hiện lệnh dừng xuất nhập cảnh người qua biên giới, song thời gian gần đây bằng phương thức mới thì các đối tượng đã dùng thủ đoạn đưa người vào Việt Nam bằng đường bộ qua các đường mòn lối mở nhằm trốn thoát sự kiểm tra y tế sát sao của lực lượng chức năng hai nước. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên. Những buổi tuần tra như thế này được lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh liên tục triển khai thực hiện suốt 24/24 giờ. Bằng mọi giá làm như thế nào phải ngăn chặn được xuất nhập cảnh trái phép, để chi? Không để cho là cái người mà bị bệnh mang mầm bệnh vào Việt Nam. Cái thứ hai là cùng nhau động viên khắc phục khó khăn gian khổ như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ cao cả trên hết. Cái vấn đề cuối cùng là mong sao là mọi người chung tay chung sức dập dịch để cho hết dịch. Nhiều đối tượng xe ôm tại khu vực biên giới đã dùng thủ đoạn mới đưa người trái phép vào Việt Nam bằng các đường mòn lối mở. Hành động này vừa vi phạm về việc nhập cảnh trái phép, vừa mang nhiều tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh vào nội địa. Chúng sử dụng thủ đoạn bằng xe ôm, tất cả cầu móc đưa. Thì hiện nay thì ta làm càng chặt, thì các đối tượng nó cũng thay đổi thủ đoạn, tức là câu móc từ bên kia điện thoại cho các đối tượng bên trong, đồng thời đưa người, coi như là đưa tới biên giới, đồng thời thả để đi qua biên giới, và lên coi như taxi hoặc là lên xe đó ôm để mà đưa vào trong nội địa. Đây là một vấn đề là hết sức là coi nguy hiểm, bởi vì bệnh dịch ta cũng khó kiểm soát nổi. Tây Ninh của Việt Nam là tỉnh có đường biên giới giáp với Campuchia với chiều dài hơn 240 km. Các hoạt động giao thương qua lại giữa hai nước luôn diễn ra hàng ngày quanh khu vực. Việc tiềm ẩn lây lan dịch bệnh là điều có thể xảy ra nếu không được sự kiểm tra sát sao của ngành chức năng. Ban chỉ huy đồn đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tổ chức triển khai các lực lượng chốt chặn ở trên biên giới, tránh cái trường hợp xuất nhập cảnh trái phép để phòng chống tốt cái dịch COVID-19. Thì trong quá trình triển khai từ ngày bùng phát dịch đến nay thì trên địa bàn cũng đã làm tốt, không để cái trường hợp xuất nhập cảnh trái phép trên khu vực biên giới địa bàn phụ trách. Qua công tác nắm tình hình thì cũng lực lượng phòng Tây Ninh đã tổ chức nhiều cái cuộc tuần tra phục và đồng thời mở nhiều cái kế hoạch để phá những cái băng ô nhóm coi như xe ôm, đặc biệt ở cái tuyến của bến cầu thì tạm giữ cũng được nhiều coi như là trường hợp là đưa đối tượng coi như là nhập cảnh trái phép và coi như là kịp thời đưa vào những cái khu cách ly, đồng thời để phân loại ra tính để trong quá trình để xử lý theo pháp luật. Trong khi cả nước đang gồng mình phòng chống dịch bệnh thì việc một số cá nhân thiếu ý thức trốn tránh kiểm soát y tế gây nguy hiểm cho cộng đồng là điều đáng lên án. Ngành chức năng cũng càng cần phải có biện pháp mạnh tay, quyết liệt hơn trước những mưu mô thủ đoạn để nhập cảnh trái phép này.